Tôi cho con hỏi, con rất thích bố thí. Con biết bọn trẻ con rất thích kẹo nên con hay mua rồi phát cho họ như vậy. Con có đang làm bọn trẻ con tăng trưởng cái tâm tham ăn không ạ? Vì thời buổi hiện nay bánh kẹo thì toàn hóa chất độc hại, hoa quả toàn phun thuốc trừ sâu, chẳng có gì tốt cả. Như vậy con bố thí đồ này có được hay không? Thưa quý vị, cái việc mà mình bố thí thì đó là phước của mình. Còn cái người nhận mà họ nhận bằng cái tâm gì đó thì đó là việc của họ. Nhiều người họ học đạo, hiểu đạo một cách sai lầm, họ toàn bố thí bậc hạ không à. Có nghĩa là bố thí kiểu nô lệ thí. Bởi vì họ có một cái tà kiến đó là khi mà tôi bố thí những cái vật thượng hạng đó thì cái người thụ hưởng họ sẽ sanh khởi cái tâm tham. Xin thưa, cái việc bố thí là bậc thượng, bậc trung hay bậc hạ thì đó là do quý vị. Chúng ta bố thí cái đồ quý giá hay là bố thí cái đồ quăng bỏ hay là bố thí cái đồ vứt đi thì đó là việc của mình, đó là nghiệp của mình, đó là phước của mình. Còn cái việc mà người nhận á, cái người nhận họ nhận bằng cái tâm gì đó thì đó lại là việc của họ. Ha?